Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình xin gửi đến quý vị lời chúc tốt lành, may mắn, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm 2023 Quý Mão. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp gia chủ tuổi Nhâm Tuất dự đoán được những tai ương, vận hạn có thể xảy đến với mình trong năm 2023 này. Cũng bởi vận khí của con người luôn luôn thay đổi, thế nên bạn cần phải nắm bắt tử vi cho tuổi Nhâm Tuất 1982 trong năm 2023 của mình để có những bước đi đúng đắn nhất cho mình. Xem tử vi cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp bạn thấy được những chi tiết về cuộc sống của mình về các mặt, tiền bạc, công danh, sự nghiệp cũng như tình duyên gia đạo và sức khỏe, qua đó có cái nhìn chi tiết và chính xác nhất về vận số của mình. Sau đây là phần luận giải lá số tử vi chi tiết nhất cho tuổi Nhâm Tuất trong năm 2023 Quý Mão. Qua phần luận giải này, thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra phương pháp hóa giải về tử vi cho người tuổi Nhâm Tuất. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mạng trong năm 2023. Vận trình của người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm này không có điều gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bạn nên chú ý nuôi dưỡng cảm xúc, tránh để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực bởi chúng có thể hủy hoại ý chí phấn đấu của bạn. Trong công việc sẽ có một số cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, vì không phải sự thật hăng hái nên dễ dàng bị cướp mất cơ hội. Bù lại, đào hoa của con sắp này trong năm 2023 khá vượng, vận trình tình cảm cũng có nhiều cơ hội khởi sắc. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Vân Hớn, vận hạn Thiên La, hạn Tam Tai, gia chủ không phạm Tam Tai, hạn Hoàng Ốc, phạm Hoàng Ốc, Kim Lâu rơi vào hạn Kim Lâu. Về địa chi, Tuất gặp Mão không xung không khắc, cuộc sống bình ổn, yên vui, tận hưởng cuộc sống bên gia đình. Xét về mối quan hệ thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Quý Âm Thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong năm nay nên chú ý nhiều những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Trong năm Quý Mão 2023, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 cần chú ý tháng Bính Thìn, tháng Ba âm lịch từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 18 tháng 5 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với Nhâm Tuất sinh năm 1982. Vào những ngày này, cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mạng. Trong năm 2023, nam mạng Nhâm Tuất sinh năm 1982 gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mạng làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiện, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Hóa giải vận hạn sau Vân Hớn bằng cách cúng dâng sau giải hạn vào 9 đến 11 giờ ngày 29 âm lịch hàng tháng, hướng về hướng Nam. Lễ vật bao gồm 15 ngọn nến hoặc đèn, bài vị màu đỏ của Vân Hớn tinh, mũ đỏ, tiền vàng, gạo muối, nước, trầu cau, hương hoa, ngũ oản. Bài vị sau Vân Hớn giấy trắng viết dòng chữ Nam Phương Bính Ninh Hỏa Đức Tinh Quân Tiền Vị, hoặc đơn giản hơn sử dụng nguyên tắc là sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi, còn sao tốt thì chọn ngũ hành tương ứng hoặc sinh ra ngũ hành đó. Cụ thể, sao Vân Hớn ngũ hành là hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như là thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh yêu ninh lâu, hổ phách. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mạng năm nay gặp hạn Thiên La. Khi gặp phải hạn này, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, có bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý. Gia chủ có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn Thiên La này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã.
gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại. Hạn Thiên Lan là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Về sức khỏe, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý, sau đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao, tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về mặt tình cảm, các mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi, tai tiếng. Về tâm lý, cần bình tĩnh và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái. Luận tử vi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân đầu năm bên gia đạo, tuy nhiên tháng này tình cảm trong gia đình của gia chủ không được tốt. Tháng 2, trong tháng gia chủ chú ý sức khỏe không được tốt, có thể ốm đau bệnh tật lâu ngày khó khỏi hoặc trong nhà có chuyện buồn đưa tới. Tháng 3, công việc làm ăn của con cháu trong gia chủ không đạt kết quả tốt như kỳ vọng, bên cạnh đó còn gặp nhiều chuyện buồn phiền. Tháng 4, ra ngoài trong tháng này, gia chủ chú ý cẩn thận xe cộ hoặc đi lại chú ý. Tháng 5, được phúc đức của tổ tiên nên tình hình sức khỏe của gia chủ rất tốt trong tháng này. Tháng 6, tình cảm của những thành viên trong gia đạo không được tốt, sức khỏe của gia chủ cũng không được tốt. Tháng 7, nhờ được hưởng về âm phần phúc tổ tiên nên đây là tháng chủ về làm việc hung hóa cát lành. Tháng 8, gia chủ đón nhiều niềm vui mới trong gia đạo. Tháng 9, đây là tháng gia chủ cần chú ý về sức khỏe vì sức khỏe không được tốt. Tháng 10, khi ra ngoài, gia chủ tuổi Nhâm Tuất nam mạng chú ý cẩn thận xe cộ hoặc đề phòng có kẻ gian trộm đạo quân gian. Tháng 11, công việc của con cháu trong tháng này không được tốt. Tháng 12, gia đạo có chuyện buồn. Tổng kết tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, công việc của bản mệnh nhìn chung có dấu hiệu phát triển trong năm 2023 này. Bạn phát huy được khả năng của mình, bên cạnh đó lại được quý nhân nâng đỡ nên dễ dàng chạm tay vào cơ hội. Có đạt được thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự cố gắng của bạn. Có điều con sắp này cần chú ý hơn trong việc kết giao với mọi người, tránh xa bạn bè xấu. Có thể sẽ có kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở, cố tình tìm cách tiếp cận bạn, đẩy bạn vướng vào thị phi hoặc khuyên bạn làm việc khuất tất. Hãy đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Về tài chính, tử vi Quý Mão 2023 cho thấy đường tài lộc có chuyển biến đáng mừng trong thời điểm này. Bản mệnh vượt qua được những khó khăn trước đó, đem về những khoản lợi nhuận đáng kể cho mình. Năm 2023 này, bạn không phải lo lắng nhiều đến chuyện chi tiêu. Tuy nhiên, con sắp này cũng cần cẩn trọng trước những mối đầu tư, những lĩnh vực công nghệ mới. Hãy kiểm chứng thông tin kỹ càng trước khi đưa ra quyết định để tránh thua lỗ hoặc vướng vào rắc rối pháp luật. Về sức khỏe, tử vi 2023 tuổi Nhâm Tuất không được tốt cho lắm, bệnh tật luôn rình rập để bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là bệnh gan thận, tim mạch do phải chịu áp lực lớn trong cuộc sống, mệt mỏi với tất cả các loại vấn đề, bạn sẽ ở trong tình trạng không khỏe mạnh. Sự tương khắc của năm sẽ khiến cho bạn tinh thần thấp và bất kỳ chuyện vặt vãnh nào cũng có thể khiến bạn cảm thấy chán nản. Do cảm lạnh, đau bụng có thể xảy ra trong năm nay, bạn nên tránh thực phẩm sống hoặc cay. Ngoài ra, bạn có thể bị chấn thương khớp hoặc xương trong năm nay, vì vậy đừng quá tải công việc và cũng đừng tập thể dục quá lâu. Nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh, mệnh chủ năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982. Về tình cảm, gia đạo. Năm Quý Mão 2023, vận trình tình cảm không tốt cho các gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Với những người còn độc thân, tình cảm rất dễ có được nhưng lại dễ mất đi. Với những người đã có gia đình, cẩn thận kẻo vướng phải đào hoa ảo như quan hệ ngoài luồng. Nếu không thận trọng, bạn có thể sa ngã, ảnh hưởng đến với mình. Với các cặp đôi thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất cứ quyết định. Đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu, bởi có khi bạn chưa được lợi thì đã phải chịu thiệt thòi lớn. Bị ảnh hưởng bởi việc tư khắc, bạn có thể trở nên vô cảm và nóng nảy và chuyển áp lực công việc cho đối tác của mình. Tiết lộ tất cả các vấn đề trong việc hòa hợp với nhau dẫn đến ngày càng mâu thuẫn với nhau. Nếu bạn muốn phát triển mối quan hệ theo cách ấm áp và mềm mại, tốt hơn hết bạn nên đặt mình vào vị trí của nhau. Nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất.
Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.